chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát, đài phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của đài phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng tôi giới thiệu phần 13 tiểu thuyết đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn gian, Mai Giang Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vẫn là ông Dương ngồi trước bức tường chinh quang trên chiếc ghế chủ tọa, nhàn nhã và trang nghiêm đọc nhật báo trong văn phòng. Còn ông Cẩm vừa bước vào với cái cặp bị ni lông vừa rút khăn tay, lau mồ hôi mặt, vừa than thở sau khi đi thị sát thí sinh ở bốn phòng thi quay về. Đề thi môn toán khó đến nỗi các học sinh giỏi môn này cũng đành gác bút suy nghĩ. Hiệu trưởng Cẩm cũng không ngần ngại lên tiếng trách cứ sở giáo dục sau không nương tay để con cái mấy đồng chí lãnh đạo quận thành phố được nhờ vì chúng học rất tệ. Cả một năm trời nỗ lực đành phải đem đổ sông đổ biển. Có tiếng chân dài lập cập ở ngoài sân. Nhìn ra, mọi người thấy thuật, quần sóc nâu, giày đá bóng, sức sẹo, tay cầm một xếp giấy quăng queo, well, mặt khó đâm đâm đang hấp tấp bước vào. Thuật dở loạt xoạt xếp giấy. Thì ra, thuật đã xin đề toán, ngồi ở một số lớp cấm cuối giải bài. Là một thầy dạy toán mà thuật cũng phải đánh giật với cái đề thi này. Liệu có điều gì sai sót trong lúc ra đề hay không? Ý định khiếu nại về trên của thuật có được hiệu trưởng cảm đồng tình, ủng hộ hay không? Lời giải đáp được tìm thấy trong phần 14 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Ma Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay qua dòng đọc Kim Liên. Kính mời quý vị lắng nghe. Nhưng chính thuật cũng thấy không thể tự lừa mình lâu hơn nữa. Dứt cả tập giấy nháp xuống đất, thuật ngồi thừ im lặng. Lát sau, khi cảm thôi không còn thúc ép thuật trả lời nữa, thuật mới xì một hơi dài. Chẳng có gì là lạ hết, tất cả đã vào phương trình rồi gieo cái gì gặt cái nấy gặp một bài toán khó nghĩ ba phút không ra một trăm đứa không có nổi một đứa tiếp tục suy nghĩ học trò của chúng ta bây giờ là thế đấy các vị à cẩm gieo mình xuống ghế ngao ngán tôi biết ngay mà ông biết cái gì biết rằng cuối cùng là các anh đổ hết cho học trò Học trò thế thì đến mười. Một trăm ông giáo tài giỏi như tôi cũng chịu. Thế thì giáo viên để làm gì? chung Quy là thầy không ra thầy. Ông im đi. Chứ còn gì? Vậy thì có lúc nào? Ông tự hỏi mình. Lãnh đạo đã ra lãnh đạo chưa không? Dương từ nãy như kẻ ngoài cuộc. Giờ dội dưa hai tay lên đầu, dỗ bồm bộp. Bình tĩnh các đồng chí, phải xem xét vấn đề một cách toàn diện. Từ từ rồi sẽ phân tích, đổ giấy cho nhau, hoặc đổ cho học trò, hay quy kết cho cấp trên, lúc này đều không có lợi. Tôi đề nghị các đồng chí nhớ yêu cầu thứ ba của kỳ thi. Vô tác dụng, nếu không nói là Dương đã đóng vai trò một anh hề, Cẩm và Thuật đã nổi khùng. Cả hai đều đã đứng dậy áp sát nhau. Mai thai dập tắt được cuộc gia chạm vừa bỉ vừa hài nọ. Lại là một cơn tùy hứng bất thần của bà giáo thảnh. Các vị làm gì mà tụ tập đông thế này? Nghe thấy cái giọng nữ lanh lảnh và gai góc của thảnh, mọi người đều ngoảnh ra cửa. Và nhận ra bà giáo khoa học tay sách một cái túi lưới nặng triệu sữa và đường chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè nay mai. Chắc là mới từ cửa hàng thực phẩm đi thẳng tới đây. Hai cô má bững ánh nắng chiều, thật vô tư và sống sến. Học trò nó thi toán xong chưa ông Thuật? Phải khao đi nhé ông Thuật. Khéo môn toán của ông nhất kỳ thi này đấy. Không thể ngờ một câu nói du dơ theo thói quen vô ý thức của Thảnh lại như một hơi gió mát thổi cơn nồng nổ đang tích động. Cẩm nhanh chân chen ra ngoài cửa, mặt ngay ra rồi tuét miệng. Cô Thảnh, cô nghe ở đâu cái tin ấy thế? Tôi đang lo thắt cả ruột vì môn toán đây này. Ừ, mà không nhẽ học trò trường mình kém cỏi đến thế. Phải nói là năm qua, mình đã có rất nhiều sáng kiến tổ chức việc học tập cho học sinh. Chẳng nhẽ trời phụ mình. Nhưng mà cô có thực, một sở thị không? Chẳng nhẽ tôi lại nhầm. Mà cả cậu thuộc cũng nhầm, Thế thì lạ nhỉ? Thảnh đùa cợt dớ dẫn. Kết quả môn toán thi chiều đó lộ lộ trên gương mặt thí sinh lúc trống báo hết giờ. Ngồi ngay trong phòng thường trực, nhận vé xe đạp trả lại của thí sinh, quan sát nét mặt họ, nghe những lời họ phàn nàn, ông Thống phát quản. Tự nhận ra thái độ lo lắng của ông Thống xuất hiện từ buổi chiều và nỗi quán sợ của ông khi thí sinh tan buổi thi, thể hiện niềm quán hận và đau đớn rất lạ, nhưng chưa tiện hỏi. Tự đang dội, anh phải tạt về nhà xem kết quả học hành của cái quạt thế nào. Chiếc xe đạp nhờ Kha chắc đã bán được, phải lấy tiền đưa xuyến. Hè này, thế nào cũng phải chia nhiều tiền, vì quần áo của quạt đã rách và ngắn cũng cẩn cả rồi. Chiều hôm sau, khi học sinh thi xong môn hóa học, tự mới trở lại văn phòng. Cuộc hành hương ngắn ngủi đã tiêu tán hết niềm vui trong sáng do khung cảnh mùa thi đem lại. Xem ra, những phút vui tươi đời tự đã ngày càng trở đi ít ỏi hiếm hoi. Cái quạt đã nghỉ hè, được lên lớp, nó cần được học thêm môn toán ở hè này. Nhưng Xuyến bắt nó, dứt sách dở đấy ngồi trong thuốc lá để Xuyến rảnh chân chạy mối manh. Xuyến đang tập tễnh bước vào các phi vụ làm ăn lớn, lúc nào cũng lầm lầm, tính toán, giá tất tất tả tả. Đặt qua nhà một lát, không một lời hỏi hang tự, lại sắp ngửa ôm túi đi. Kha đã bán được xe đạp. Gần 10.000 chiếc xe đạp tàn ấy thì cũng là được giá. Nhưng Kha còn làm số tiền ấy sinh sôi nảy nở thành 12.000 nhờ đánh bạc. Điều đến thế là cùng. Hay là cố ý đền bù cuốn tự điển bị mất cho tự, mà không muốn tự ái nái khi nhận, nên bịa tạo ra chuyện chơi trò đỏ đen. Dẫu sao, Kha cũng cứ dúi tất cả số tiền lớn ấy cho tự, vì đó là tiền của cậu, và Kha cười. Thức thời vụ gia dị Tuấn Kiệt Người Tuấn Kiệt là người hiểu thời thế ông đồ con à tự nhăn mặt xu thời xu thế cũng là xu ông nhà báo lãng tử ơi hai đứa ngồi trên gác xếp tự kể chuyện thi cử và chuyện giặt nhau với bí thư chi bồ dương phát hiện ra cái ánh mắt kính của dương là một quái vật kha nói về căn bệnh tâm thần quái gở mười năm nay bệnh nhân ngày cũng như đêm liên tục nhai nhai đến hỏng cả hai hàm răng. Rồi hai đứa lục sụt ra cứu, tìm lời giải câu đố của ông Thống. Cái điện tích nghỉ hè vào tháng 6, không thấy, tắt đèn, cả hai đi nằm. Tự nghĩ lơ mơ, lạ nhỉ, Phía rồi, xuyến đi đâu còn chưa về. Cái quạt đã ngủ tự nãy giờ, sau khi xem nhờ tivi ở nhà cô Trình. Kha bỗng cụ cửa hỏi. Câu thơ cậu định dẫn ra hôm ấy để nói cái kiêu hãnh của kẻ tài hoa là câu gì thế? Từ lặng im, để trí nhớ lần mò. Nhưng lần này thì không phải cái linh giác bị mất cấp mà đứt đoạn trí nhớ như hôm qua ở quán trà với Kha. Lần này là tiếng xe máy hãm rất êm nhẹ, ý tứ. Ở ngay ngoài sân, rồi tiếng một người đàn ông rất dịu dàng. Xuyến về em nhé, và cánh cửa kẹt mở. Cả đêm, nằm trên gác xếp, tự có cảm giác mình bị giam hãm ngạt thở trong cái hang động tiền sử. Trở về văn phòng lúc nãy, ngồi trước cái bàn ngủ ngang báo chí, công văn dồn tụ mấy ngày qua. Đầu óc tự xem chừng càng u ám, nặng nề thêm. Ông Thống thông báo. Kết quả môn khoa học có thể bi đát hơn cả môn toán có đến một phần ba thí sinh làm được nửa bài. Đã thế, giữa giờ thi lại xảy ra một vụ vi phạm quy chế thi rất nghiêm trọng. Phát hiện ra một đáp án mẫu trong tập nháp của thí sinh. Cẩm định lờ đi, nhưng hai giám thị ở trường khác đến tham gia hội đồng thi, nhất quyết đòi lập biên bản. Cãi nhau ầm ĩ ở văn phòng, về sau đó còn phát hiện thêm mấy đáp án nữa y xì chứng tỏ đề thi đã bị lộ và có sự tổ chức mua bán đề thi đáp án. Nhưng cuối cùng, mọi việc lại êm xuôi. Thành đến mời tất cả các giám thị về nhà mình. Kể xong chuyện trên, ông Thống thở một hơi dài buồn nản. Dào ra chở cá nhiều lần, không còn biết mùa tanh tao nữa. Mang trá, dâu lừa quen rồi. Tôi đồ rằng khó tránh khỏi điều tệ hại lớn hơn chỉ thương con cái mình trong tay họ nhào nặn Thì ra cái nỗi quán hận đau đớn của ông Thống mà tự cảm giác là đây. Ông Thống còn một đứa con gái út năm nay nó cũng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ có mình cháu là được học hành, gọi là đến đầu đến đũa thôi thầy tự à. Ông Thống nói buồn rầu. Ba thằng anh nó không qua nổi cấp 2. Giờ thằng là thợ xẻ thằng là chèo đò, thằng là anh đánh rẫm. Tuyết sĩ học như mạc, muốn rửa nhục phải học. Nhưng gia cảnh thế, mất mùa một năm, đói chỉ ba năm thôi. Tai biến một đoạn đời, lỡ cả một đời người, hỏng lây sang cả đời con. Chưa biết chừng, lại đến đời cháu mình nữa cơ. Từ lãng đi, từ cái bời bời của lòng mình, định an ủi ông thì ông lại đã rầu rầu thầy không sống ở nông thôn thầy không hiểu thế nào là quán hờn đô kỵ hẹp hồi đâu buồn lắm buồn hơn là cứ tự mình phỉnh nịnh mình bao nhiêu năm nay cứ lừa mị nhau tôi vẽ rồng vẽ phượng cho nhau đề thi văn năm nào cũng không chủ nghĩa anh hùng cách mạng thì cũng lại con người mới đang là cái thằng nô lệ giác cây súng đi đánh nhau mấy năm, dục cái đã thành anh hùng, thành con người mới. Sao mà dễ là vậy? Mà có dễ dàng vậy, nên bây giờ cũng dễ dàng trở lại là bố cô mẹ đĩ ngày xưa. Xưa nay, sớm nở trong tàn, tiền nào của nấy là thế. Đùng cái ngực cài qua họng đùng cái cho tay vào còng số 8 là vậy. Chỉ dơ dáng cho cái kẻ mạo nhận. Cuối cùng, thì đâu vẫn còn đấy vẫn là cái cảnh sống thời chị dậu anh pha thì về cơ bản vẫn là những kẻ hay ganh ghét thù hận nhau thôi tự chen ngang lời ông thống hơi buồn quá chăng bác thống anh muốn ngăn ông già khỏi xa đà vào cơn bi phẫn nhưng ông thống gạt tay lắc đầu rất chủ động thầy cứ để tôi nói hết đã tôi xin trình bày với thầy luận thuyết của tôi. Gọi là gì Ismer bây giờ? Tùy thầy, nhưng tôi thì tôi cho rằng, con người ta vốn xấu, vốn ác lắm rồi. Chớ có gieo thêm mầm ác cho con người. Đấu tố, lật đổ, truy bức nhau, trước mắt thu được cái gì đó, nhưng tổn hại lâu dài thì vô kể. Tôi nói điều này, sai chỗ nào, thầy đóng cửa lại bảo tôi nha. Là thế này, chớ có gây cuộc náo loạn âm dương loạn âm dương là loạn to hệ quả của nó là hận nhau không biết bao giờ mới hết như tôi đây tôi kể thầy nghe tôi thù muôn đời muôn kiếp cái thằng chủ tịch xã tôi hiện thời nó là con cái thằng đã ra lệnh bắt cha tôi và tôi hồi cải cách ruộng đất được tha sau khi sửa lại về làng tôi chỉ ở lại làm chưa đầy nửa năm đã phải cuốn xéo đi vì sao thế mặc cảm đã đành nhưng còn một lẽ nữa không sống được ở tù hôm trước hôm sau tôi đến nhà bố nó gọi nó ra cửa ừ sai này là của xã hội nhưng chả lẽ kẻ dính nhấp vào tội lỗi lại là kẻ vô can này anh tôi túm cổ áo thằng cha nó chưa kịp hiểu đã gục xuống rủ đầu phì phì nhổ khỏi miệng một bãi máu và hai cái răng cửa. Từ bật đứng dậy, rang trong lòng ngực một khối lửa nóng. Ông Thống cầm hai bàn tay, gân bắp nổi chằng chằng, gân guốc. Không, kẻ đã giác mã tấu đi đầu đoàn biểu tình giành chính quyền hồi mùa thu năm 45, dứt khoát không phải là không có chính kiến. Và thế là tự hiểu. Tự bật đứng dậy, rang trong lòng ngực một khối lửa nóng. Ông Thống cầm hai bàn tay, gân bóc nổi chằng chằn, gân cuốc. Không, kẻ đã giác mã tấu đi đầu đoàn biểu tình, Dành chính quyền hồi mùa thu năm 45, dứt khoát không phải là không có chính kiến. Và thế là tự hiểu, ông, gia đình ông đã trải qua những ngày sống khó khăn thế nào khi còn có mặt ở làng quê. Hiểu như vậy nên anh có thể chia sẻ với ông về số phận đứa con gái út của ông. Nếu nó thi trượt kỳ thi này, dầu đổ bìm leo, nanh vuốt mù chị ghẻ sẽ không bỏ lỡ cơ hội khi nó xa xảy đâu. Nhưng, ông Thống một lần nữa làm tự bất ngờ. Ông vào buồn ngủ, bước ra với một phong thư trên tay. Lần trước, tôi đã có ý nghi ngờ và thắc mắc sáng nay thư báo đến. Thầy, có thư để tên thầy. Lại thấy người ta cứ chăm chăm nhìn ngó. Tôi liền cầm lên, cất phăng nó đi. Có phải là thư của học trò thầy gửi cho thầy không, thầy tử? Thưa thầy, em không thuộc loại người sống ở cái ngày hôm nay, chỉ biết có than thở và nhìn về quá khứ, chỉ thấy những nét vàng son chói loại dẫu thế nào thì em vẫn thích cái ngày hôm nay hơn súng trường và máy bay đã có từ lâu nhưng em nghe nói qua thời chống pháp đến thời chống mỹ mới biết tổ chức súng trường hạ máy bay mỹ tự do dân chủ cũng là những khái niệm đã có từ thời cổ đại nhưng bây giờ mới trở thành lẽ sống mãnh liệt của con người cá nhân đã có nhưng chưa bao giờ hoàn thiện nhân cách như ngày hôm nay, để sự tôn trọng nó trở thành một thước đo quan trọng trình độ phát triển của mỗi xã hội. Ngày hôm qua thế nào thì cũng khờ dại, không đầy đủ, bị nhiều ràng buộc hơn. Bởi con người trong mỗi bước đi tới của nó là một bước tới gần tự do hơn. Có thể có người không đồng tình với ý kiến của em nhưng em thì em hết sức tin ở mình, với những dữ kiện ở chính đoạn đời 20 năm trước đây của thầy. 20 năm trước đây, thằng Thuận, con trai ông Bí Thư Lại, đã gây cơ cực và phiền phức thế nào cho thầy, thì em vẫn còn nhớ lắm. Chưa có đứa học trò nào dốt nát, hư hỏng, lừa biến như nó cả. Nhưng thời đó bảo rằng, nó dốt nát, tức là thầy đã rơi vào chủ nghĩa duy tâm còn bảo nó hư, tức thị là thầy đã chê bố nó. Huống hồ thầy lại dám bắt nó lưu ban. Nhất là thầy lại còn dám tác nó. Thời đó chưa hình thành cái ngày nay gọi là đặc quyền đặc lợi. Nhưng thời đó, mọi người tuân thủ một cách tự nhiên những quan niệm và lập luận logic sau đây. Không có tình người, chỉ có tính giai cấp. Tiêu biểu cho giai cấp là tính đảng Cộng sản trong đảng, cao nhất là ban chấp hành, thay mặt cho ban chấp hành là ban thường vụ. Đứng đầu ban thường vụ là đồng chí Bí Thư. Ở thị xã, ý ông Bí Thư lại là ý chúa, ý trời. Ông trưởng ty giáo dục đã phải trực tiếp thuyết phục thầy nêu cao tính đảng để cho một thằng học trò lớp 8 không làm nổi quy tắc tâm suất lên lớp 9 và năm sau cũng vẫn vậy lên lớp 10. Ôi cái chuyện thằng thuẫn lên lớp nhỏ như hạt kê ấy mà đừng tham đũa bỏ mâm tự ông trưởng ty giáo dục cuối cùng đã nói câu ấy rõ ràng là con người ở một phía khác tiếp nhận một lý thuyết nào đó cũng chỉ tiếp nhận nó ở khía cạnh vụ lợi mà thôi nhưng mà thầy thì chỉ có sự tự phát hồn nhiên quả thật là buổi giảng văn hôm đó còn lưu dấu trong chúng em những xúc động hết sức lạ lùng. Chúng em bị hút hồn ngay từ khi thầy cất tiếng đọc bài thơ Người đáng viên dự bị. Và tiếp đó, suốt 45 phút, hoàn toàn tự nguyện trôi theo dòng cảm xúc của thầy. Lý tưởng là chất men sai của hồn trai trẻ. Khát khao của tuổi hoa niên bấy lâu ở một địa vực cách ngăn vì sông núi. Lúc đó như gặp dần hội tỏ bài trong một kích ứng mãnh liệt vì thấu hiểu và cảm thông. Thầy và trò hòa hợp, không ranh giới, trở nên tri kỷ trong cuộc du hành vào chiều sâu hình tượng con người. Con người đảng viên ấy sống đã dâng hiến hết mình cho đất nước và ngã xuống trong một trận chống giặc càng quét. Anh hy sinh, nhưng cái chết của anh là cái chết nảy nở vĩnh hằng. Anh ngã xuống rồi, mặt trời lên cái đẹp có bao giờ thôi là đối tượng đam mê của tuổi trẻ. Nhưng nhận ra được cái đẹp, xúc động trước nó và để nó trở thành một định hướng trong cuộc tìm kiếm bản thân vô cùng vất vả, cai cực và hồi hộp thì phải có ông thầy. Thưa thầy, mỗi giờ thầy dạy, một ý đẹp, một lời hay, một hạt ngọc, một hạt vàng. Để đến ngày cuối cùng chia tay, trong em là cả một kho châu báu ngọc ngà. Tiếc cho ai không qua trường học, không được một lần cất tiếng nói, thưa thầy. Trách ai không hiểu nổi ý tưởng của câu tục ngữ có vẻ ngoài vô cùng đơn sơ, không thầy đốn mày làm nên. Nên sang bằng nghề thầy như mọi thứ nghề nghiệp xã hội khác. Trong rung cảm trước hình ảnh con người đáng viên tuyệt đẹp đó, chúng em thấy mình hạnh phúc xiết bao tất cả đều im lặng, thành kính. Đó là trạng thái chiêu ngưỡng, cái toàn thiện toàn mỹ với ước ao trong sạch và rất đổi thiên liêng thánh thiện. Dẫu có thế nào, thì tên cung đồ cũng chớ có nên dài dột mà phá đám trạng thái tinh thần ấy. Chớ có kệ mình là ông nọ bà kia mà bán bổ thần thánh, tính điều của kẻ khác vào lúc họ đang trong cảm xúc dân hiến trạng thái văn hóa ấy không chấp nhận cả đến một lời phạm tục. Ấy vậy mà thằng Thuẫn lại bất chấp lề luật tâm lý ấy, dám ngang nhiên đóng vai thằng phá đám. Thằng Thuẩn, chính nó lúc ấy thực sự là tên Juda phản nghịch, chống đối lại toàn thể cộng đồng. Thằng Thuẫn chính nó, khi chúng em đang tạo lập mối liên hệ với niềm tin như con chiên hoang đạo tạo lập mối liên hệ với đấng chúa Riz, tối linh trên cao xanh đã xoạt chân hoặc miệng phá bỉnh. Ôi, chó chết là hết chuyện. Chứ có đích gì mà cao cả cả dính hăng, lằn nhằn. Lộn mãn, trần tráo, điệu giả. Một hành vi vô văn hóa, phi đạo đức xúc phạm tới tất cả mọi lương tri không thể tha thứ được. Thầy kẻ đại diện cho tình cảm và ý nguyện tập thể, tiến thẳng tới chỗ nó ngồi. Khuôn mặt thầy lúc đó là khuôn mặt chúng em, những kẻ bị bán bổ. Tuấn, cậu vừa nói gì? Tôi nói, chó chết là hết chuyện. Hử. Khốn nạn đến thế là cùng. Nhưng môi nó không thể mở tiếp để lặp lại toàn bộ sự thô bỉ. Thầy nghiến răng, gầm lên một tiếng quát nhỏ và gian tay ông lại chửi bới kỳ tu giáo giữa nhà thờ đêm noel năm nào đã ra khỏi nhà thờ một cách yên lành còn thằng thuẫn cái giá phải trả cho sự sàm bán lý tưởng là một cái tác lạng người lệch mặt lớp học im phát trong kinh động sự trừng phạt bộc phát như một phản ứng tức thời nhằm mục đích tối cao bảo vệ quyền tồn tại của con người thằng thuẫn lập tức buông tay sờ má xách cái cặp dùng ra khỏi bàn, đi ra cửa. Chúng em đứng cả dậy. Hơn lúc nào hết, thầy lúc này là hình ảnh của lý tưởng, thầy là đứng siêu nhân của chúng em. Chúng em sẵn sàng tử vì đạo, đạo của thầy. Thằng Tuấn dừng lại ở cửa lớp, nhổ bọt, quay vào nhết mép. Ông tử, còn ông, thì hết rồi chó chết, cũng không được là thằng đáng viên dự bị đâu. Đời ông từ đây khốn nạn rồi đấy chúng em xô ra cửa, tạo thành một bức tường thành. Bọn con gái òa khóc, chúng vừa cảm ngay được những khốn khó sắp tới của đời thầy. Thế là câu chuyện vốn đã rắc rối, giờ đây sẽ rắc rối bội phần. Lịch sử không bao giờ có sự nếu như, nên giờ đây, ngồi nghĩ lại chuyện đã qua. Em không bao giờ đặt ra giả sử này nọ. Giả lại, thiên hướng tự nhiên của con người, ai mà thay đổi được thầy không thể phản bội lại chính thầy không thể không có cái tác của Macareco với tên học trò hư đó là cái tác bổ ích cho nhân loại đó là một hành vi của hiệp sĩ đại diện cho lẽ phải đó là một dòng chảy tự nhiên tự nhiên là chỗ xuất phát và tự nhiên hoàn bị là nơi đến của con người tiếc thay trí khôn của một thời bao giờ cũng chỉ có một liêm giới hạn em có một ông anh họ là phó ban tổ chức tỉnh ủy đang ngấp nghé chân tỉnh ủy viên khóa tới. Ông học lớp 3 là cốt cán hồi cải cách ruộng đất, được cất nhắc dần từ xã lên huyện rồi lên tỉnh. Sửa sai, dư luận đòi xử trí tội ăn gian nói dối của ông ta nổi lên mạnh quá. Thế là người ta đều phát ông ta lên tỉnh mạng ngược này. Ban của ông, theo phân cấp quản lý các thầy giáo cấp 3 về mặt nhân sự. Bạn của ông, theo phân cấp, quản lý các thầy giáo cấp 3 về mặt nhân sự. Sau hôm xảy ra vụ trừng phạt thằng Tuấn đang ăn cơm, ông bỗng ngừng nhai hỏi em. Này, cái tài tự ở trường mày á là thằng cha thế nào? Em đáp. Ở trường em không có tay tự hay thằng cha tự nào cả, Ông anh em há hốc một cơm. Mày nói sao? Tự giáo viên văn hiệu trưởng. Hồ sơ lý lịch, tao nắm đây mà lại... À, thầy tự dạy văn học, làm hiệu trưởng thì có. Tao hiểu rồi. Ra ta ông em tôn sư trọng đạo. Ông anh em cười, bắn cả cơm ra mâm, em cáo giặt. Thế thì xấu à? Ông anh em ngớ người, nuốt nghẹn, khốn khó. Tuy vậy, ông anh em cũng tản lờ không đáp lại câu hỏi của em. Thôi được. Thế theo mày, thầy mày là người thế nào? Thôi, anh đừng hỏi dò em làm gì. Anh định khuyên em thế nào, thì anh cứ bảo thẳng em đi. À, nếu vậy thì được. Nhưng mà mày dẫu sao á, thì cũng đã lớn rồi. Tao muốn cung cấp cho mày một phương pháp luận đề mày xử lý cho đúng đắn mọi trường hợp thôi nghĩa là khi xem xét bất cứ một hành vi cử chỉ nào của ai ta cũng phải truy tìm ra cái động cơ mục đích của nó mà động cơ mục đích này luôn luôn gắn liền với quyền lợi giai cấp anh nói quá cao em không hiểu thì bây giờ mày thử phân tích xem đấy cái việc thầy tự mày á tác con trai đồng chí bí thư thị quỷ là thằng tuấn chứ gì ừ thằng tuấn tao đã ghi rồi lại nhãn. Phải em em cũng tác, mà không phải chỉ một cái. Ông anh em giật nảy người, nhảy lên như dẫm phải tổ kiến lửa. Ông ơi, sao ông lú lấp đến như thế, hả ông? Ông có hiểu hành động như thầy ông là phản ứng gì không? Kính thưa quý vị, kết quả môn toán thi chiều đó lộ lộ trên gương mặt thí sinh lúc trống báo hết giờ. Ngồi nghe phòng trực, nhận vé xe đạp trả lại của thí sinh, quan sát nét mặt bọn học sinh nghe những lời phàn nàn, ông Thống phát quản. Tự nhận ra thái độ lo lắng của ông Thống xuất hiện từ buổi chiều và nỗi lo đó không chỉ tăng lên mà còn pha chút quán hận và đau đớn rất lạ khi thí sinh tan buổi thi nhưng chưa tiện hỏi. Tự đang dội đi về nhà xem kết quả học hành của con gái quạt. Nhưng tiện anh ghé kha, lấy tiền bán chiếc xe đạp đưa xuyến để lo các khoản chi tiêu, mua sắm quần áo, sách vở cho bé quạt, chuẩn bị cho năm học mới. Chiều ngày hôm sau, khi học sinh thi xong môn quá, tự mới trở lại gian phòng. Cuộc hành hương về nhà ngắn ngủi đã tiêu tán hết niềm vui trong sáng do khung cảnh mùa thi đem lại. Bé Quạt nghỉ hè và được lên lớp. Nó cần được học thêm, nhưng Xuyến bắt nó dứt sách dở, ngồi trong thuốc lá để cô rảnh chân tay mỏi mạnh. Theo lời mách của bạn bè, Xuyến đang tập tễnh bước vào các phi vụ làm ăn lớn, lúc nào cũng làm lì tính toán, dáng vẻ tất tất tả tả. Có lúc bất chợt tạt qua nhà một lát nhưng không thể hỏi han tự một lời nào rồi lật đật ôm túi đi trở về căn phòng ở tạm ngồi trước các bàn ngổn ngang báo chí công gian dùng tù mấy ngày qua đầu óc tự xem chừng càng u ám nặng nề thêm ông thống vừa thông báo kết quả môn khoa học có thể còn bi rác hơn môn toán có đến một phần ba thí sinh chỉ làm được nửa bài đã thế giữa giờ thi lại xảy ra một vụ vi phạm quy chế thi nghiêm trọng phát hiện ra tập đáp án mẫu trong tập nháp của một thí sinh hiệu trưởng cẩm định lờ đi nhưng hai giám thị ở trường khác đến tham gia họ trồng thi nhất quyết đòi lập biên bản rồi sau đó còn phát hiện thêm mấy tập đáp án nữa chứng tỏ đề thi đã bị lộ và có sự tổ chức mua bán đề thi đáp án liệu cô thảnh có dính vào chủ lộ đề thi này không vì sao cô lại mời tất cả giám thị về nhà mình ăn mừng cuộc thi kết thúc hãy cùng bước vào phần 15 tiểu thuyết đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn mai giang kháng trong chương trình đọc truyện đêm mai Từng bước tìm thấy câu trả lời thỏa đáng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt.